Bob, this way. Bob. Bob. Chơi chúng ta được Bob giống như là mày đấy không? Bài rồi, bài rồi, bài smooth rồi, smooth rồi. Smooth rồi, smooth rồi. Mà hay cũng quên nhà nào hay chấp chất ấy cho mỗi nhân lực hoa mày chứ không? Chụp rồi lên nè. Lên rất là nè. Bà. Ở đây test đó bọn. Mà ấy nó cầm cho mà mày bọn. Giờ là mày đáy cười cho bọn.2 hours later. Today, the half near Comedyshortsviner here. So, today, the half near Comedyshortsviner here. Maui, Maui. Maui, Maui. Chẳng ở ngày nay, thành công thay đổi này enjoy clip mình mà bắt vui. Thì thật là học này chưa chết. Ngày nắng cứ phụ nhóm trong non chu là cả cái xe mùi là đó mà đo này đó khả nế. À lỡ phụ nhóm nơi khơi như lại ngô lôi laptop ấy lôi lôi này đó khi cho ta nó nữa đi. Bà, nơi WeTech Gaming Center đã miễn tin tăng là xa thì tìm mòn ấy bà cứ chọn tọa đây mà đó. Bà hay nó khẳng khẩu ấy Amazon nè mòn. Dù đúng cứ chôn không xa mà cứ nó khẳng cao ấy Amazon nè mòn. Dạ. Chẳng ở vậy là phụ nhóm trong non mà chú nó cứ WeTech Gaming Center dưỡng nâng phương ca ở Grand Opening ở nơi ngày tì đọc bí bí và hãy chắp bì mong cầm bún sai sân tì rất là và đó là mong đọc bí thay trăng mà thấy Grand Opening dưỡng cứ miên ở vậy thì xe đẹp đọc nè bạn nhóm non chú bởi dù mà phụ nhóm non mà chú đã thông ra cứ miên ở vậy thì xe đẹp đọc nè chẳng cứ ngày nắng như nè đọc nè ai màu lên nhỏ khi mà cuối là ní miên chở nè nên ní miên laptop dương ách mơ dương ách test ban bà ní cứ chỉ showroom đầm bông nơi Campuchia là miên áo test laptop ban bà của ấy phía chở dương tới dương bà mơ nó nòng tú bà mơ máy là u à ní lối mà chứ ta nên ní cứ đặt test mỏng cứ miên test áo mơ mỏng dương ách test ban mặt lạnh miên game không nó sẹp tiền
តែ24 ម៉ោង យីអរគុណអ្នកដែលតែបានហើយនៅនេះយើងមាន set up game gaming computer មួយដែលមាន screen 3ហើយមានឆ្កូតឡានឆ្កូតអីអ្នកទាំងនេះលេងទៀតអញ្ចឹងគេថាអែមែនតើហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមានអ្វីពិសេសជាងនឹងទៀតគឺបាន free គេទៀតយេអ្នកទាំងនេះឆ្ងល់ហើយដល់ពេលនឹងគឺអានឹងគឺជា gift សម្រាប់អ្នកទាំងនេះពេលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួម Grand Opening របស់ Vitek Gaming Center ហើយដើម្បីបាន free game ហ្នឹងគឺស្រួលទេបាទអ្នកទាំងនេះគ្រាន់តែថតរូបមកប៉ុស្តនៅនេះទៅហើយអ្នកទាំងនេះផុសទៅលើ Facebook ហើយ check in Vitek Gaming Center ហើយនឹង complete ចូលទៅ page របស់ Vitek Gaming Center ហើយ like yeah easy មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងមានអ្វីពិសេសជាងនឹងទៀតគឺ accessory នៅក្នុង Vitek Gaming Center នេះនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់ 50% បាទ 50% បាទហើយការបញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងគឺបញ្ចុះតម្លៃដល់ដាច់ខែហ្នឹងតែម្ដងចុងខែបាទដល់ចុងខែហ្នឹងតែម្ដងចាប់ពីថ្ងៃ Grand Opening ថ្ងៃ12ហ្នឹងដល់ចុងខែយាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគំនិតមករូបរាន់ឡើងជាមហាវិបត្តិហើយរបស់ដែរដូចជាមានរបស់នេះដូចជាវាឬច្រើនណាស់បាទជាជើងអឺយ៉ាបាទទីនេះអាសាសរីគឺមានសរីច្រើនយើងមានបាសយើងមាន webcam យើងមាន keyboard យើងមានអីទាំងអស់បាទអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងកុំព្យូទ័រហើយនឹងបាសល្អល្អ speaker ល្អដូចជា JBL អីនេះយេយេយេច្រើនច្រើនហើយក៏មានដែរអញ្ចឹងយ៉ា complete ថ្ងៃ12ចាប់ពីម៉ោង 9:40 ដល់ម៉ោង 12 PM ម៉ោងថ្ងៃត្រង់បាទ complete មក Vitek Gaming Center ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង Comedyshortsviner andPeace out. Yeah. Complete. But after. Bye bye. Allez.